Vâng, xin kính chào quý vị và tất cả các bạn đang theo dõi video của Yowei 301. Trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa rất là khủng mà anh em vừa kê xong. Rất là vất vả, cặp này cao 4m8 và nặng một xấp xỉ một tạ một chiếc anh em nhé. Đây là vận chuyển rất là vất vả. Thì cả dàn này gồm loa và âm ly và dây dẫn thì có giá trên 100 triệu. Cũng bình dân thôi. Ở đây tôi ghép với chiếc âm ly Limatic 216IA nhá. Model này tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn rất là rõ rồi. Chiếc này công suất khá là khỏe và có giá trên 20 triệu. Sử dụng là 4 bóng của KT88 này. Cùng với đó là cặp loa Dali 2 bass 25, một mid bass 20, hai trung đo, hai chép đo. Rất là đẹp, rất là gấu. Cặp này thì trường âm rất là rộng anh em nhé. Và cùng với đó là toàn bộ dây dẫn tôi sử dụng của Not Dog do Yowei 301 DIY. Và bộ dây loa là có giá dưới 20 triệu. Cặp dây AV tôi có giới thiệu đến quý vị và các bạn rồi. Cặp này chưa đến 2 triệu thôi. Dây toàn bộ dây dẫn của Not Dog. Và tranh thủ test sử dụng DAC Q6 để test nhanh đến quý vị và các bạn nha. Và nguồn nhạc thì mình sẽ lấy nguồn nhạc số trên mạng. Chiếc giải mã này hỗ trợ nghe nhạc DSD và giải mã lên tới 32 bit nên là mình sẽ test nhạc trên mạng cho anh em qua laptop. Xin mời anh em cùng theo dõi nhé. Chủ nhà thích sự bày là cho nó đẹp thì mình vẫn chiều anh em thôi. Quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp cũng như là có thắc mắc gì thì vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới nhé, hoặc kết bạn qua Zalo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.